MHDR. Chuyện Tiếu Lâm Việt Nam phần 6. Chuyện thứ 146, nước mắm hâm. Có một anh chàng ngu xuẩn chẳng ai bằng, suốt đời anh chàng bị vợ áp chế, tuy cũng biết là nhục đấy, nhưng vì yếu đuối và ngu xuẩn quá nên phải phục tùng vợ vậy. Một hôm, có người bạn đến chơi, anh chàng năn nỉ vợ. Này mẹ mày ơi, bữa nay tao có khách, vậy mày để cho tao làm chồng một bữa. Nghĩa là khi có mặt khách ở nhà thì mày cho phép tao cự, mày hay là hò hét gì mặc ý tao. Không có, người ta sẽ bảo là nhà này đàn bà lấn át cả chồng, thì nhục cả. Tao yêu cầu để cho tao oai vệ một hôm nay vậy thôi. Chị vợ thấy chồng quanh năm bị đè đầu, nghe nói thế cũng thương tình, và nhịn chồng một ngày để đẹp mặt cả mình lẫn ta thì liền ưng thuận. Người đàn bà tuy nanh ác đến đâu cũng vẫn muốn được tiếng là hiền thê. Thế là hôm người bạn đến chơi, anh chồng tha hồ làm mưa làm gió trong nhà, chị vợ không hé nửa tiếng. Tôi thì tha hồ cho ông tướng vẫy vùng hạch sách. Ông khách thấy bạn có thế lực đối với vợ, lấy làm phục lắm. Bữa cơm dọn lên, ông khách đã thấy đủ món ngon lành sốt dẻo cả rồi, thế mà bạn mình vẫn luôn mồm chê và gắt. Bát giả cây này hỏng, mẹ nó làm mặn quá. Rời ạ, thịt gà gì mà lại chặt thế này? Cá rán sao lại có cả vảy thế này, mẹ nó. Chị vợ tuy tức ngầm trong bụng lắm, nhưng vẫn cứ tươi cười như không và vẫn đối đáp với chồng rất nhẹ nhàng, lễ phép. Nhưng anh chồng không mấy khi được tự do hống hách trong nhà, quên cả phận mình, lại làm quá, lại lên mặt quá, nhìn mâm cơm thấy không còn món gì để chê nữa, anh ta bực mình. Đến lúc nhìn thấy bát nước mắm, anh chàng mừng như sấm vớ được gậy, vội thét lên. Này mẹ nó, sao nước mắm không hâm lên, hử? Ông khách lăn ra cười ngất, còn chị vợ chàng ngốc thì không chịu được sự lỡ làng của chồng nữa, liền túm cổ đức phu quân đánh cho một trận nên thân. Từ đó, những anh chàng, dâu quặp mà thường lên mặt ta đây hống hách đều được người ta gọi là phường, nước mắm hâm. Chuyện thứ 147, hai kiểu áo. Một ông quan đến một hiệu may một cái áo thật sang để tiếp khách. Biết quan xưa nay nổi tiếng luồn cúi quan trên, hách dịch với dân, người thợ may hỏi. Xin quan lớn cho biết ngài may áo này để tiếp ai ạ? Quan lớn cau mày, nhà ngươi muốn biết như thế để làm gì? Người thợ may đáp, thưa quan lớn, con hỏi để may cho vừa. Nhược bằng, ngài mặc áo đó để hầu quan trên thì vạt đằng trước phải may ngắn đi dăm tấc, còn ngài mặc để tiếp dân đen thì vạt đằng sau phải may ngắn lại. Quan ngẫm nghĩ thấy có lý, truyền. Thế thì nhà ngươi may cho ta cả hai kiểu. Chuyện thứ 148, hết gạo. Thầy kia có tánh dê. Thầy thấy mẹ học trò ngộ, ý muốn ve vãn, nói nó mời ra, nó bèn về nói lại với cha mẹ. Hai vợ chồng bàn kế trị thầy. Bữa nọ, đứa học trò thưa với thầy, tía tôi vừa đi khỏi, mời thầy tối nay qua chơi. Thầy mừng, tối lon ton qua, vừa ngồi uống nước tí thì người chồng kêu cửa. Thầy sợ quá, sớn xác, không biết chạy đâu. Người vợ nói với thầy, thôi, nhà dưới tôi có sẵn lúa đang say đó, thầy xuống giả đò say, chồng tôi về một chút rồi đi, mình sẽ nói chuyện. Thầy túng thế phải xuống say lúa. Người chồng vào nhà rồi hỏi, vậy chớ ai say lúa đó? Vợ bảo rằng, tôi mướn người say lúa. Người chồng bảo vợ pha nước uống, uống nước rồi bảo vợ đi nấu cháo. Ăn cháo xong, vợ chồng kéo xuống giữa nhà nghịch nhau mãi. Thầy thấy gai con mắt quá nhưng phải dáng mà say, hết 30 dạ lúa, rồi lui cửa sau, chuồn thẳng. Sau đó nửa tháng, thằng nhỏ nói, thưa thầy, tía tôi đi khỏi, mời thầy qua chơi. Thầy giận mà nói rằng, thôi, tao biết rồi, bên nhà mày hết gạo rồi chớ gì. Chuyện thứ 149, hai anh cận thị. Có anh cận thị đi lạc đường, tìm người để hỏi thăm. Đến một nhà hàng mã, thấy người hình nhân đứng trước cửa lại tưởng là người thật, liền cúi đầu hỏi han lễ phép. Thấy người hình nhân cứ đứng trơ ra, anh cận thị tưởng là gặp kẻ khinh người, tức mình liền tát cho nó một cái. Người hình nhân đổ trống cành ra rách bẹp cả đầu.
Nhà hàng Mã liền bắt đền anh này, thế là hai bên cãi nhau. Một anh cận thị khác đi qua, tay xách cái bình tích bằng sứ, thấy cãi nhau anh định đến can, nhưng không biết để bình vào đâu. Thấy có con chuồn chuồn đậu ở trên tường ngỡ là cái đinh, liền treo bình tích vào đấy. Thể là bình tích vỡ tan, đám cãi nhau cũng tan. Anh bị bắt bạ vừa đến cổng nhà, bỗng anh chợt thấy con chó mực nằm khoanh tròn ngủ, anh lại tưởng là cái khăn xếp ai đánh rơi. Anh thú quá, đứa nào đánh rơi cái khăn xếp ông vớ được, liền cúi xuống nhặt, con chó nó nhảy lên cắn cho chảy cả máu tay. Anh cáu quá, chạy vào nhà lấy cái dùi đục ra định nện cho con chó một cái. Nhằm vào cái đống đen đen, anh giang thẳng cánh nện xuống và nói, xem mày có cắn ông nữa thôi. Bỗng anh nghe đánh xoảng một cái, thì ra con chó đã chạy rồi, chỉ có cái nồi của người thợ hàn úp ở đấy để sắp sửa hàn. Thế là anh phải đền cái nồi. Còn về phần anh đánh vỡ bình tích, biết là tại con chuồn chuồn nên để tâm thù nó. Lúc về qua chỗ ấy, lại thấy nó, anh liền mắm môi mắm lợi vừa đấm cho nó một cái vừa nói, mày đánh vỡ bình tích của ông à. Hóa ra đấm phải cái đanh chảy tóe máu, đau điếng cả người. Thì ra người nhà thấy anh vỡ bình tích liền đóng cái đanh ở đấy, phòng khi ai xách gì qua đó có chỗ mà treo. Chuyện thứ 150, hóc dao dựa. Một thầy đồ đi tìm nơi dạy học, ghé nghỉ chân nhà hàng nước ven đường. Trông thấy thầy đồ có vẻ lấm lét gian vặt, bà cụ hàng nước đã phải đề phòng trước, trong nhà nom có cái gì dễ đút là cụ đã cất giấu đi hết. Chỉ còn có con dao dựa là cụ phải dùng để chẻ củi nấu cơm nên không cất đi được mà thôi. Thế mà thoáng một cái, lúc thầy đồ cơm nước xong sắp khăn gói để đi thì bà cụ không thấy con dao dựa đâu nữa. Bà cụ tức lắm, trong quán lúc bấy giờ chỉ có thầy đồ và cụ, không còn ai vào đây mà lấy dao, cụ cũng chẳng nể nang được nữa mới bảo thầy cho khám khăn gói. Tìm mãi trong khăn gói mà chả thấy gì, bỗng cụ thấy mo cơm còn nóng sao mà dài ngoằng ngoằng chẳng ra nắm cơm, cụ liền cầm lên thấy nặng trình trịch, liền mở ra xem, thì ra con dao dựa đã lọt vào giữa mo cơm rồi. Thầy đồ trông thấy xấu hổ quá, nhưng lại nói chữa rằng, chết thật, tôi vô ý quá, nắm cơm thế nào để dao dựa nó rơi vào mà cũng không biết mà nhặt ra, may cụ nhìn thấy lấy hộ ra chứ không thì đến hóc mà chết mất. Chuyện thứ 151, hỏi thăm sư. Bà xã đi chơi gặp một ông sư. A-di-đà Phật, sư ông độ này vẫn khỏe chứ? Được mấy cháu rồi, đã đi tu thì làm gì có vợ mà bác hỏi chuyện có con. Thế sư ông già thì sư ông có chết không? Ai già mà chẳng chết? Ê, thế thì lấy đâu ra sư nữa? Chuyện thứ 152, hại bốn nhân mạng. Phú ông có một cậu con, đón thầy về để dạy con học. Nhưng phú ông lại nuông chiều con quá nên dặn trước với thầy rằng chỉ được dạy con cho giỏi chứ không được đánh mắng nó tí nào. Thầy đồ ở dạy được ít lâu, thấy cậu cả đã tối như hũ nút lại lười học, lại không sợ thầy, thầy mới bực mình bỏ về. Bây giờ phú ông mới biết hối, cho người nhà đến triệu thầy đồ lại. Thầy đồ mới bảo, đừng nói nữa. Nếu bác cứ này, tôi nể quá lại đến dạy cậu cả, thì rồi hại đến bốn nhân mạng chứ chẳng chơi. Người kia vừa ngạc nhiên vừa buồn cười hỏi, thầy giận thì nói thế chứ dạy học như thầy thì làm gì mà hại đến ngần ấy nhân mạng. Thầy đồ giảng, số là bác chưa rõ chứ cái nghề của chúng tôi dạy học trò không chịu học thì phải quát, phải đánh. Bây giờ nhà người ta thương con cấm tôi không được đánh mắng mà lại cho con người ta chóng giỏi thì tôi biết làm thế nào. Chỉ còn cách là chui vào bụng con người ta mà học hộ nó. Mà nếu tôi chui vào bụng nó thì tất tôi phải chết ngạt, tất nó phải chết tức, cha mẹ nó thương tiếc nó quá tất cũng chết phiền nốt. Như thế là có phải hại mất bốn nhân mạng hay không? Chuyện thứ 153, hết khoe chữ. Có nhà sư hay khoe chữ, thích đối đáp. Một hôm, học trò xem cảnh chùa, nhà sư ra câu đối, thách đối. Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ. Thấy câu đối có ý châm chọc mình, anh học trò liền trả miếng. Trên sư dưới vãi, ngoảnh lưng trở lại, trên vãi dưới sư.
Từ đó, nhà sư chỉ lo kinh kệ, không dám khoe chữ nữa. Chuyện thứ 154, học bơi trước đã. Một thầy lang tự khoe là có thể chữa khỏi được bách bệnh. Hôm ấy, có người bên kia sông đến rước thầy về nhà chữa bệnh. Thầy lang xem mạch kê đơn thế nào mà người ốm vừa uống thuốc vào là lăn ra chết ngay. Nhà chủ tức giận liền giam thầy lang vào buồng, đi trình quan. Nửa đêm, thầy lang tìm cách leo qua cửa sổ, trốn ra ngoài, bơi qua sông về nhà. Về đến nhà, ông ta thấy cậu con trai còn thức và đang chăm chú đọc cuốn sách bắt mạch kê đơn của mình. Thầy lang bèn lại gần cậu con trai quý tử và nói: "Con ơi, con cần học bơi cho thật giỏi trước đã rồi hãy đọc đến sách này." Chuyện thứ 155, học khôn. Ở một làng nọ có anh chàng ngốc, bố mẹ mất sớm. Anh có một người vợ, nhưng thấy ngốc đần độn, vợ anh có ý định bỏ anh đi lấy người khác. Giữa lúc ấy có một thầy khóa quá vợ, thấy vợ ngốc xinh đẹp thì muốn tranh. Bố mẹ vợ ngốc vốn ham của và ham chức vị nên hối hả nhận lời, bảo chàng rể mới cứ chuẩn bị lễ vật rồi làm lễ cưới bừa. Sắp đến ngày cưới của đôi bên, ngốc ta tuy biết, nhưng vì chẳng có ai bày mưu tính kế, nên anh cũng để mặc. Mãi đến trước ngày cưới một hôm, một người đàn bà xóm giềng thương hại ngốc, bèn đến báo tin. Anh sắp mất vợ đến nơi rồi. Có biết, ngốc đáp, thế tại sao anh không tìm cách gì để trị cho chúng một mẻ? Tôi biết cách gì đâu, không biết thì phải đi học khôn với người. Nghe vậy, chàng ngốc quyết định đi học khôn một phen. Anh cứ thẳng đường đi mãi. Khi mặt trời đã lên cao, anh vẫn chưa có dịp học được cái gì. Qua một bãi cỏ rộng, anh thấy một lũ trẻ chăn trâu đang chơi đùa vui vẻ. Anh sán lại gần, bỗng nghe một đứa nói, thênh thênh ngồi đám cỏ xanh, hơn ngồi chiếu hoa. Ngốc ta thấy câu nói hay hay, liền lẩm nhẩm học thuộc lòng. Anh lại đi thêm một đoạn đường dài. Đến một bờ ruộng, anh thấy có một người đang lom khom bắt chuột. Người ấy hì hục đào lỗ, đặt hom, rồi đốt một nắm dạ, quạt khói vào hang. Bỗng có một con chuột từ trong hang thò đầu ra khỏi lỗ sắp chui vào hom, nhưng thấy bóng người, lại thụt vào. Người kia giơ ngón tay chỉ vào và nói, thập thò, không lo thì chết. Ngốc ta thấy câu nói hay hay lại lẩm nhẩm học thuộc. Ngốc lại tiếp tục đi. Qua một cánh đồng khác, anh ta nhìn thấy có hai người lực điền tắt nước, đang ngồi nghỉ dưới gốc cây, hút thuốc. Người này bảo người kia, thượng điền tích thủy, hạ điền khan. Ngốc ta cho là câu nói hay, lại lẩm nhẩm học thuộc. Anh lại đi thêm một đoạn đường nữa. Trước mặt anh là dòng sông nước chảy xiết, giữa sông có một cái bè gỗ đang xuôi dòng. Một ông lão đứng ở trên đồi nhìn xuống cái bè, rồi bỗng chốc thốt lên một câu, đại mộc lưu giang bất đắc hồi cố. Nghĩa là cây gỗ lớn trôi ở sông không thể quay trở lại được. Ngốc ta cho là câu nói hay quá, lại lẩm nhẩm học thuộc. Buổi chiều, trên đường về, anh đi qua một hàng cơm. Có hai người từ trong cửa hàng bước ra, người này nói với người kia, thôi, cơm no rượu say, tôi xin vô phép, mai ta lên quan sớm. Ngốc ta lại học thuộc lòng câu này, cho như thế là đã đủ. Ngốc bèn trở về nhà thổi cơm ăn, rồi lên giường nằm nhẩm lại những câu vừa học. Đoạn ngủ quên lúc nào không biết. Ngày hôm sau, chàng ngốc ăn mặc chỉnh tề đi sang nhà bố mẹ vợ. Khi đến nơi đã thấy khách khứa tấp nập tới ăn cưới. Ngốc ta chẳng nói chẳng rằng bước vào cổng. Và ung dung ngồi phịch xuống một đám cỏ trước sân, vừa ngồi vừa nói câu nói thứ nhất học được ngày hôm qua. Thênh thênh ngồi đám cỏ xanh, hơn ngồi chiếu hoa. Cho rằng lời nói có ngụ ý thách thức, nhiều người từ chỗ coi thường ngốc chuyển sang lo lắng. Họ bèn đứng lố nhố ở cửa nhìn ra để dò thái độ. Ngốc đang ngồi, sực nhớ tới câu thứ hai đã học được liền chỉ ngón tay vào nhà mà nói. Thập thò, không lo thì chết. Từ lo lắng, mọi người chuyển sang sợ sệt khi cảm thấy trong câu nói thứ hai của ngốc không phải chỉ là sự thách thức mà còn có ý đe dọa. Thầy khóa chàng rể mới bảo bố vợ, thằng này không phải ngốc nghếch như bố tưởng, con cho rằng nó đang có âm mưu gì đây. Nhưng người bố vợ vẫn coi thường ngốc, đáp, con đừng lo, nó ù lì như một hòn đá. Bố cam đoan với con rằng nó chẳng có phá đám gì đâu.
Tuy nhiên, ông cũng ra lệnh cho mời chàng ngốc vào nhà, nhưng chỉ đưa anh vào ngồi ở những mâm phía dưới dành cho kẻ hầu người hạ. Đó là hạng cỗ soàng đã không có nem, mọc, giò, chả, lại cũng không có rượu. Họ thấy ngốc ta vui vẻ bước vào ngồi lên chiếu, và sẵn đói bụng, anh cầm đũa bát ăn rất ngon lành. Bố vợ bảo nhỏ chàng rể mới, con thấy không? Thậm chí nó cũng không biết nhục. Bố nói có sai đâu mà. Nhưng đang ăn, ngốc ta cũng không quên câu nói thứ ba đã học được, nên anh ngừng lại, mỉm cười nói. Thượng điền tích thủy, hạ điền khan. Tưởng là câu đòi rượu uống một cách rất văn hóa, thầy khóa sợ xanh cả mắt. Hắn bụng bảo dạ, nó nói được những câu như thế thì nhất định nó không chịu để mất vợ đâu, chỉ tại lão già khuyên dỗ, một hai nói nó chẳng biết gì. Thực ra nó đâu có ngốc như người ta tưởng. Việc này rồi lôi thôi to. Nghĩ vậy, hắn biết là dại, liên hầm hầm làm mặt giận bỏ ra về. Thấy chàng rể toan bỏ cuộc, bố vợ chạy ra cố sức níu hắn lại, bảo, con cứ nghe bố, ngồi lại mà dự cho xong đám cưới. Nó là thằng ngốc, nó nói gì thì nói cũng không thể làm được gì tất. Những người khác cũng chạy ra giữ thầy khóa ở lại, trong khi kẻ lôi người kéo ngoài sân thì ở trong nhà người ta bưng rượu đến cho ngốc. Cầm chén rượu, ngốc ta sực nhớ tới câu thứ tư, anh nói ngay. Đại mộc lưu giang bất đắc hồi cố. Thầy khóa đang chần chừ, nửa muốn về nửa muốn ở, chợt khi nghe câu nói ấy thầy bước thẳng ra cổng không ngoái cổ lại, vừa đi vừa lẩm bẩm, nó chửi chữ mình đây. Thế mà ông lão cứ một hai bảo nó ngốc đặc. Thấy ngốc ăn nói khôn ngoan khác trước, người bố vợ mới chột dạ, sai người ra tiếp ngốc tử tế. Sau khi uống mấy chén rượu mặt đã đỏ gay, chàng ngốc lại nói nốt câu nói cuối cùng. Thôi, cơm no rượu say, tôi xin vô phép. Mai ta lên quan sớm. Cả nhà nghe câu nói dõng dạc bao nhiêu hồn vía đều lên mây. Thằng này nó dọa đi kiện đấy. Nó không ngốc như mình tưởng. Và thế là đành phải bảo con gái trở về với ngốc. Chuyện thứ 156, không dám ngủ ngày. Một anh tính sợ vợ lại có tật hay ngủ ngày. Một hôm anh ta ngủ dậy, vợ thấy mặt mày hí hửng mới hỏi. Cười cái gì thế? Chồng buộc mồm, à tôi chiêm bao lấy được vợ lẽ. Anh chưa nói hết câu, đã bị vợ nổi cơn tam bành cho một trận, vừa đánh vừa mắng. Muốn chiêm bao gì thì chiêm bao, nhưng chiêm bao như thế không được. Lại còn đe thêm, bận sau mà còn chiêm bao nữa thì bà còn đánh cho nhừ tử nghe không? Chồng đau quá phải thề, từ giày tôi sẽ không dám chiêm bao như thế nữa. Vợ vẫn chưa yên tâm, chưa có gì chắc, ngỡ cứ chiêm bao mà không hí hửng thì ai biết đây là đâu. Chồng nghĩ không biết làm cách nào cho vợ tin, đành bảo thôi thì tôi cam đoan không dám ngủ ngày nữa. Chuyện thứ 157, khôn ăn cái, dại hút nước. Một chị đi chợ về, khi tới bên sông thì trời đã tối hẳn. Mùa đông lạnh nên chủ đò nghỉ sớm, chị loay hoay không biết tìm cách nào để qua sông. Thật không may, lúc ấy xuất hiện một trang quân tử, dí dao vào cổ đòi tiền và đòi cả chuyện trăng hoa nữa. Thân gái, đêm vắng biết trông cậy vào ai, chị đành hạ giọng van nài, năn nỉ. Thưa ông, con đi chợ làm gì có tiền. Còn cái kia, con cũng muốn chiều ông nhưng giá ông tìm cách nào đó đưa con qua sông thì hay biết mấy, sang được bờ bên kia, rồi con sẽ chiều ông. Nghe mùi lòng, quân tử, ra điều hảo hán. Được rồi, mày ngồi trên vai tao, tao kiệu mày sang. Nhớ là không được chạy đấy nhé. Sang đến bờ bên kia, nước sông mùa đông lạnh, làm cái, của quý, bị ngâm dưới nước lâu, teo mất, quân tử, nhìn chị chàng chằm chặp mà bất lực. Sao ông lớn đứng vậy? Nếu ông chê con, thì cho con đi về. Nói đoạn, chị bỏ đi để mặc gã đứng ngây người nhìn theo. Đi một quãng xa, chị mới hết sợ, chị tụt váy ngồi xuống tiểu tiện, để hở cả bộ mông trắng tròn. Từ xa gã quân tử nhìn thấy bộ mông ấy bỗng dưng trong lòng sóng dậy, cố gắng chạy theo gọi. Chờ tao với, được rồi, chờ tao với. Chạy lên tới nơi thì chị ta đã đi xa rồi, chỉ còn để lại một vũng nước lênh láng. Bực quá, gã quân tử dí cái của quý của mình xuống vũng nước ấy, miệng lẩm bẩm.
Khôn thì mày được ăn cái, dạy phải hút nước nghe chưa? Chuyện thứ 158, khóc cái tuổi. Anh lái buôn nọ, được buổi vợ bệnh, ghé nơi lầu xanh kia đi bợm. Anh ta kết với một cô ấy nói mới có 19 tuổi. Vài năm sau, anh ta buôn bán thua lỗ quay lại và gặp chính cô ấy. Cô ấy đã quên anh ta. Anh hỏi tuổi thì cô ta nói mới có 16. Anh bèn bưng mặt khóc âm ỉ. Hỏi làm sao thì anh nói, cái tuổi của em cũng như tiền vốn của tôi. Vốn tôi buôn bán mỗi năm mỗi hao hụt, mà tuổi của em cũng sụt mất đi như thế. Mỗi ngày mỗi hao tôi nghĩ đến sao khỏi động lòng mà không khóc. Chuyện thứ 159, không còn ai. Một anh đi ăn cưới ở làng bên, cứ gục đầu gấp, không để ý đến ai cả. Khi anh ta về, chị vợ hỏi, hôm nay anh ngồi ăn với những ai? Anh ta thản nhiên đáp, chẳng biết nữa, khi tôi ngẩng đầu lên thì không còn ai cả. Chuyện thứ 160, không cần học nữa. Một người giàu có nhưng lại rất hà tiện. Con trai đã lớn mà anh ta không chịu cho đi học vì sợ tốn kém. Một hôm, có khách đến chơi, thấy vậy liền hỏi, sao cháu lớn thế mà bác không cho nó đi học? Chủ đáp rằng, non thế mà còn ngốc lắm, sợ nó đến trường bị các trẻ lớn bắt nạt. Thế thì bác mời thầy về dạy cho cháu. Tôi sợ nó không học nổi, vì chữ nghĩa khó quá bác ạ. Ồ, có khó gì lắm đâu. Bác cứ cho nó học. Này nhé, hôm đầu thầy dạy nó viết chữ nhất là một gạch ngang. Hôm sau đến chữ nhị là hai gạch ngang. Hôm sau nữa, dạy chữ tam là ba gạch ngang, cứ dần từng ngày chắc là nó học được thôi. Khách ra về, cậu con trai lại gần bố, nói, bố đừng mời thầy về dạy con làm gì cho tốn kém. Mới nghe qua mấy chữ số, con thuộc ngay rồi. Người bố bảo con viết lại thì quả nhiên cậu ta viết được ngay ba chữ nhất, nhị, tam. Bố nó khen giỏi, rồi bảo, bây giờ con viết chữ vạn cho bố xem nào. Cậu con trai tiếp, bố cứ đi đâu một lát để con viết rồi bố về xem. Người bố sang hàng xóm, đến lúc về hỏi, nào con viết xong chưa, đem cho bố xem. Cậu con đáp, bố ạ, chữ vạn này gay quá. Con viết gần hết buổi rồi mà chỉ được có 500 gạch ngang thôi ạ. Chuyện thứ 161, kiếm rể lười. Một ông cụ có cô con gái rất đẹp. Trong làng có bao nhiêu chàng ngấp nghé muốn hỏi nhưng chẳng ai lấy được. Ấy là vì ông cụ ra một điều kiện kén rể rất dễ mà lại rất khó, ai lười nhất thì ông sẽ gả con gái cho. Thành ra các chàng lười trong làng đều đến để thi thố đủ các ngón lười ra, nhưng rốt cục chẳng anh nào chiếm kỷ lục về môn lười, thành ra cũng chẳng anh nào lấy nổi cô con gái nọ. Ông cụ rất phiền lòng, than cho con gái của mình phận mỏng không gặp được bậc lười nhác. Nhưng có một hôm, hai bố con đang ngồi ở thềm nhà thì thấy một chàng thanh niên quần áo xộc xệch đi giật lùi từ cổng vào. Thấy cái cung cách kỳ dị ấy, ông cụ phì cười và hỏi, ngoảnh mặt lại đây xem nào. Sao anh lại đi cái kiểu lạ lùng vậy? Anh thanh niên vẫn cứ quay lưng lại mà nói, để nếu cụ không đồng ý cho tôi lấy con gái cụ, thì tôi cứ thế này mà đi ra, khỏi phải mất công quay lại. Ông cụ thấy anh này quả thật là vô địch về lười bèn gã con gái cho anh ta. Wow! Chuyện thứ 162, không phải nuôi chó. Có thằng trộm rình nhà thầy đồ. Nó đang hì hục khuét vách đằng trước thì thầy vừa xem cổ văn đến bài tiền xích bích phú, nghĩa là giết giặc vách trước. Tên trộm nghe tiếng, tưởng thầy bảo đuổi mình vội co chân chạy, nhưng được một quãng không thấy ai đuổi theo nó mới trở lại, vào khuét vách đằng sau. Lúc bấy giờ thầy lại vừa xem đến bài, hậu xích bích phú, thầy lại đọc ra là, hậu diệt bích tặc, nghĩa là, giết giặc vách sau. Thằng trộm nghe tiếng, sởn tóc gáy đâm đầu chạy thẳng, vừa chạy vừa nghĩ thầm rằng, quái lạ, cái ông thầy này sao mà tinh thế? Ai có phúc đón được thầy về dạy học thì chắc không phải nuôi chó giữ nhà. Chuyện thứ 163, khôn lỏi. Một anh mượn rượu được bạn mời đến ăn cơm khách.
anh chàng muốn được uống thật nhiều rượu, nhưng không tiện đòi hỏi chủ nhân, bèn nghĩ ra một mẹo. Anh ta gọi người hầu bàn của chủ nhà đến bên nói nhỏ. Anh bạn, giúp tôi một việc. Tôi không biết uống rượu, chỉ nhấp một chén là đã say. Vậy anh làm ơn khi tiếp đến chỗ tôi thì hãy rót cho tôi chừng nửa chén, chọn cái chén nào nhỏ nhất ấy. Đây, tôi xin biếu anh ít tiền. Anh ta dúi vào tay người hầu bàn một tờ bạc. Anh hầu bàn ra chỗ khuất xem thì thấy đó là một tờ bạc giả, tức quá, suốt buổi nghĩ cách trả thù. Bỗng anh nhớ ra lời dặn của kẻ kia, bụng bảo dạ, đã vậy, tao phải cho mày thật say, cho chết say mới được. Nghĩ vậy, vào bữa, anh hầu cứ chăm chú rót rượu vào chén, mỗi lần rót thật đầy cho anh chàng bợm rượu. Thế là anh bợm rượu được một bữa thỏa chí nhờ vào cái tài khôn lỏi của mình. Chuyện thứ 164, không muốn giàu. Một cái hồn ở địa ngục được đầu thai lên dương thế. Vua Diêm Vương phán rằng, kiếp này cho ngươi làm người giàu. Người kia liền tâu, tôi không muốn giàu làm gì, tôi chỉ xin suốt đời đủ ăn, đủ mặc, không phải lo lắng, không gặp hoạn nạn mà thôi. Vua Diêm Vương liền phán, không được, mi muốn giàu ngàn vạn bao nhiêu chấm cũng cho, chứ an nhàn hạnh phúc thì mi chưa được. Chuyện thứ 165, khóc mẹ chồng. Có một chị, mẹ chồng chết, khóc mãi đến nỗi khô cả cổ. Đang khóc, bỗng trông lên mâm ngũ quả bàn thờ thấy có quả quýt, chị ta với tay trộm một quả. Chẳng may, với hụt, quả quýt rơi xuống đất. Chị ta lấy chân khều, càng khều, quả quýt càng lăn ra xa. Chị ta vừa khều vừa khóc. Mẹ ơi là mẹ ơi, từ giờ càng ngày càng xa, con biết làm sao khều được, mẹ ơi là mẹ ơi. Chuyện thứ 166, không phải thịt lợn xề. Một ông hàng thịt làm thịt lợn xề bán. Nhà có đứa con hay bếp xếp, ông ta đã phải dặn trước. Mày đừng có nói là lợn xề đấy nhé. Một lát có người đến hỏi mua thịt. Đứa con mau mồm nói trước, đây không phải thịt lợn xề đâu. Người kia nghe nói sinh nghi, xem thì đúng là lợn xề thật, không mua nữa. Ông hàng thịt giận quá, mắng con. Ai bảo mày nói để người ta sinh nghi. Một lát nữa, lại có người đến xem thịt rồi hỏi. Sao bì nó dày thế này? Hay lại thịt lợn xề đây? Ông hàng thịt chưa kịp trả lời thì thằng con hấp tấp bảo bố. Đấy, người ta nói trước chứ không phải con đâu nhé. Chuyện thứ 167, khen đồ cổ. Một anh chàng thật thà có ông bố vợ rất thích chơi đồ cổ. Chị vợ thường dặn chồng, thầy thích chơi đồ cổ lắm, anh có sang bên ấy hễ thấy cái gì, cũng cố khen là cổ cho thầy vừa lòng. Một hôm sang chơi, thấy ông bố vợ mang bộ đồ trà ra, anh ta vội khen. Ái chà, nhà có bộ chén cổ thật, ông bố vợ khoái lắm. Anh chàng rể lại khen vung lên, cái ấm cũng cổ, cái khay cũng cổ, cổ tất. Ông bố vợ càng khoái. Vừa lúc ấy mẹ vợ đi ra, bụng chửa vượt mặt, thấy vậy chàng rể vội khen. Ái chà, cái bụng của mẹ mới thật là cổ. Chuyện thứ 168, lâu lắm mới thấy mặt. Bà huyện nọ có thói quen hay ngắm cái ấy của mình. 9 tháng trời có mang, bụng to, bà không được thấy nó, nên đã quên đi. Khi đã đẻ xong, một hôm ra đồng ngồi đại tiện bà chợt trông thấy nó. Tú vị quá, bà thốt lên một câu. Gớm, bao nhiêu lâu nay mới thấy mặt mày. Giữa lúc ấy có một anh lý trưởng đi qua. Hắn tưởng bà huyện gọi mình, mới lại gần gãi đầu gãi tai. Dạ, bẩm, bấy lâu nay qua tỉnh, con bận quá nên hôm nay mới lại hầu bà lớn ạ.